Hay là nét đẹp của mẹ kiểu gì thì Vân. Có một nét đẹp nữa đó chính là vai la mít, đít lồng bàn. Wow, bạn nhận ra nét đẹp đấy là gì không? Là một con lợn. Đấy là người khác nói bạn thế, còn tôi thì không. Tôi nói bạn là một vẻ đẹp kiều diễm cực kỳ. Vậy tại sao chưa ai tìm ra bạn? Ngày chú tiện đệ nhất mỹ nhân để có cơ hội nổi trôi trên bản đồ sắc đẹp game thủ mà không tốn công làm màu bản thân. Vậy thì các bạn còn những gì? Chỉ cần là các bạn là nữ này, biết chơi chú tiên này, level 30 trở lên này và tham gia các ban nhóm. Cuộc thi sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Chi tiết hiện tại chutien.gamuta.com/miss. Và các bạn hãy nhanh chân lên tại vì có rất nhiều giải thưởng vô cùng giá trị đang đợi các bạn trong chú tiện đệ nhất mỹ nhân.